Thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Number One Juicy hân hạnh mang đến chương trình này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình thực tế chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đến Đà Lạt vào ngày hôm qua thì các thành viên trong đội đã chọn vận động viên Phan Thanh Nhiên làm đội trưởng. Bản thân Nhiên cũng rất vui khi được nhận nhiệm vụ này. Hôm nay là ngày tập luyện đầu tiên của các vận động viên tại Đà Lạt. Các vận động viên đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho việc tập chạy bộ quanh hồ Xuân Hương cách khách sạn Sami không xa. Chuyện gì đã xảy ra với các vận động viên vào ngày hôm nay? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở độ cao khắc nghiệt của đỉnh núi, tốc độ gió mạnh hơn so với điều kiện bình thường. Đây là một trở ngại cho bất kỳ nhà chinh phục nào. Những cơn gió mạnh hung hãn có thể làm chùng chân những nhà leo núi mạo hiểm gan góc nhất. Những cơn gió mạnh sẽ khiến cho bạn có cảm tưởng đi dưới cơn bão cấp 10 trở lên. Ở Everest, tốc độ gió có thể lên đến 200 km một giờ, tương đương với một cơn bão cấp 12. Trên những đỉnh núi cao có nhiệt độ dưới 0 độ C, những cơn gió mạnh còn mang theo cái lạnh buốt giá, len lỏi vào da thịt của những nhà leo núi. Nguy hiểm nhất là khi bạn phải sử dụng những thiết bị hỗ trợ leo núi. Những cơn gió mạnh sẽ khiến cho động tác không còn chuẩn xác. Một sai sót nhỏ có thể mang lại nguy hiểm khó lường. Khi phải đu, bám lên những vách núi dựng đứng, vận động viên leo núi phải sử dụng dây leo an toàn. Thế nhưng gió mạnh sẽ làm cho họ không đứng vững. Đung đưa qua lại sẽ làm cho dây bị cứa vào những mỏm đá nhọn, bén, làm đứt dây, rất nguy hiểm cho vận động viên leo núi. Chào mừng các bạn đến với vườn cam. Làm ơn mặt dọc. Tôi chỉ trồng cam sành, loại cam chuyên dùng để sản xuất Number One Juicy. Bởi chúng bổ mát và mọng nước. Number One Juicy với lượng vitamin C dồi dào, rất cần thiết cho gia đình bạn mỗi ngày. Chanh dây ép, dứa ép, ổi ép, Juicy căng tràn sự tươi mát. Buổi sáng của ngày đầu tiên tại Đà Lạt, 6 vận động viên vẫn tập luyện theo thời gian biểu và giáo án như trước đây. Các vận động viên bắt đầu bài tập của mình bằng việc chạy bộ vòng quanh bờ hồ với cự ly 6 km để tăng cường sức bền và sự dẻo dai cho cơ chân. Mỗi ngày, các vận động viên cần phải tập chạy từ 5 đến 8 dặm, tương đương 8 đến 12 km. Vì vậy, vào giữa buổi sáng, các vận động viên đã chạy quanh hồ một lần nữa để đảm bảo đủ cự ly theo quy định của bài tập. Bữa đầu tập luyện của em thì hôm nay làm buổi tập nhẹ, em cảm thấy cũng bình thường. Thời tiết thì rất là hợp cho việc tập luyện của chúng tôi, nhưng mà đợt này bọn tôi đến thì không lạnh lắm, nên chính vì vậy có thể nó ảnh hưởng đến cái việc tập luyện này. Bọn tôi muốn là nó lạnh hơn chút xíu nữa. Tập luyện ở độ cao này thì không những thích hợp cho tụi em mà nó còn thích hợp ở bên trong nữa. Anh tập ở dưới Nha Trang hoặc là Vũng Tàu, ở cái mấy cái vùng thấp á, nó không có bằng ở trên đây. Khi mà anh chạy gì đó xong á, anh lên đây chạy là anh mới cảm thấy là trên đây không khí nó loãng ngay. Nhiều khi anh chạy gì đó nó cây cối nhiều, anh cảm thấy vẫn bình thường à. Và lên đây nhiều khi anh chạy xung quanh thì cây cối nhiều lắm, nhưng mà anh cảm thấy nó ít không khí, nó khô lắm. Tại vậy là em thấy khả năng yếm khí của mình lên rất nhiều. Hôm nay các vận động viên sẽ tập trung trong phòng họp của khách sạn Sami để nghe các chuyên gia truyền đạt cách chụp ảnh cũng như các kỹ thuật cần thiết khác. Các vận động viên tỏ ra rất thích thú với bài học mới này. Cho nên ví dụ như nói sơ bộ là các bạn thấy là cái hình này nó đã đặt đúng chỗ này. Hai đường thôi. Đây hình nằm.
các bạn bên này, các bạn đặt qua bên này cũng được. Đó, nội dung tương lai thì tương lai còn đi dài, đi xa. Cho nên trong khung hình nó chỉ gọi là bốn cái điểm mạnh. Là tất cả là bốn cái điểm mạnh. Việc học chụp ảnh rất cần thiết đối với các vận động viên. Vì khi đi chinh phục đỉnh Everest, các vận động viên sẽ có cơ hội tự mình ghi lại những khoảnh khắc đẹp để gửi về cho khán giả quê nhà cũng như bạn bè khắp Nam Châu. Cái điều các bạn làm nó xí xí đối với người xe, những người đầu tiên nhà thì cũng khoảng thời gian được ở cùng nhau đã giúp cho các vận động viên có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau cũng như chia sẻ buồn vui. Và giờ đây, điều quý giá mà họ có được chính là tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, đôi lúc do chưa hiểu nhau, các vận động viên đã không tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ. Hôm nay, giữa vận động viên Phạm Duy Long và vận động viên Lê Bá Công đã nảy sinh hiểu lầm dẫn đến không trò chuyện với nhau. Nhìn thấy sự bất thường này, ban tổ chức đã gặp hai vận động viên để tìm hiểu nguyên do. Mình cũng ở được cái khách sạn đẹp, khách sạn rất đẹp. Kể từ tôi nghĩ rằng thì cái cây đoan chỉnh bây giờ mà một cái khách sạn mới hay chưa rất là mới này, rất là sạch đẹp, ok. Để anh coi biết, thật ra đây là một cái mâu thuẫn rất là nhỏ, chỉ liên quan đến cái chuyện sinh hoạt của hai cá nhân. Nhưng mà tôi thấy là tôi đã cố gắng, tôi nói chuyện rất là dễ chịu với Công, nhưng mà Công đã nổi nóng rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta gặp đồ nước thì văng vãi ra sàn nhà thôi, sàn cái bồn tắm thôi. Anh bảo là Long với chồng là mày làm thế ít nhà dạng như thế này tuổi rồi lỡ đi chụp chân ta, sau rồi tôi bảo là muốn là anh cần phải muốn nó chụp chân thì anh ghép vào mỗi một người nhường nhịn một chút xíu thì cũng không sao cả, nhưng mà tại vì cái đó là ảnh hưởng đến sinh hoạt, đôi khi ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nữa, cho nên tôi đã nhờ là cái phòng khác, và tôi thậm chí là có thể ngủ dưới đất ở một cái phòng khác, nhưng mà tôi không thể nào có cái phòng ngủ được. Mình thực ra công việc là cái gì, quan trọng là gì, mình cuộc sống anh em đã sống với nhau bằng cái tuần rồi. Hai vận động viên Phạm Duy Long và Lê Bá Công có giảng hòa với nhau hay không, họ sẽ phối hợp với nhau như thế nào trong việc chụp ảnh. Ngày mai, các vận động viên sẽ mang những kiến thức học được để ghi lại những hình ảnh đẹp và ấn tượng ở thác Đa Tăng La. Những bức ảnh của các vận động viên, những nhiếp ảnh gia vừa mới vào nghề sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình tiếp theo. Tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Number One Chuxi hân hạnh mang đến chương trình này. Chúng tôi xin được bật mí với quý vị khán giả rằng tay nghề của các vận động viên không hề thua kém các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Các bạn đã rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Ngày mai các vận động viên của chúng ta sẽ đi leo núi và chụp ảnh ở thác Dantala. Vết thương của vận động viên Nguyễn Mậu Linh như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi trong chương trình tiếp theo. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên bằng cách soạn tin nhắn Everest dấu cách, nội dung gửi đến tổng đài 8583 hoặc gọi đến hộp thư thoại 1900 1718. Để cập nhật thêm thông tin về chương trình chinh phục đỉnh Everest và những hình ảnh mới nhất về đoàn leo núi Việt Nam, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Everest Việt Nam.